Rồi mình chào mọi người nha. Thì hôm nay á, mình chia sẻ cho anh em á, trong cái quạt của mấy cái hãng công ty á, thì nó sẽ có một con rò rê nhiệt, và khi nó bị chết á, thì nó sẽ quạt nó sẽ không chạy nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em làm cách nào để cho cái quạt nó chạy lại nha. Cái này mình dành cho anh em là không phải là thợ nha. Anh em tách nè, anh em tháo ra. Anh em nhớ buộc lại nha, để cho không có đứt dây á. Đây nè. Đây nè. Đây nó có một con này, mình sợ nó đứt cọng dây bên trong á. Đây nè, thì để cho nó chạy lại á, thì anh em, một là anh em cắt nối tiếp trực tiếp lại, con này nè, là con này nè, nó chết rồi nè. Thì anh em cắt bỏ đi, xong anh em quấn hai cái đầu lại với nhau. Anh em quấn chặt vô. Khỏi hàng cũng được. Đó, xong anh em, rồi anh em nhét nó vô lại. Anh em có thể chặt luôn hai cái này lại mới được với nhau luôn nha. Bây giờ mình làm thành một bóng thôi. Đó, vậy là xong rồi đó. Anh em rút lại. Rồi. Vậy là xong rồi nha. Tôi chào mọi người nha.